Làm gì kìa? Lại may cho lấy ít quần áo nhá. Lật thu về, à lật đông rồi nên là. Ê ôi, con gái về à? Xinh gái thế. Khác thế nhờ. Đây, túi đây, à, những cái đấy này, thử xem may được những cái gì may nhờ. May như nó đang mặc đấy à? Ờ, cái may này chứ cái bọn này nó dễ ấy. Nó mặc nó liền, nó không bị tụt, nó còn nó gây. Đấy, thế sao chị mua được cái bộ đẹp thế này chị mua? Đây là bộ này từ chị mua từ ngày con này mới về nhá, mua trong Nha Trang. Chị sửa hết cả vào đây này. Đây xem nó như thế nào đây. Đấy, nó mua khóa à đâu nó cũng đầy khóa một đoạn đấy chứ. Liền hả? À, may ở trong Nha Trang từ ngày nó mới về xong không mặc vừa giờ năm nay bỏ ra mặc được cái gì. Ờ cái ngày nó to quá. Thì để đo cho nó cứ để cho đứng để đo chiều dài nhé. Cái hồi những bộ này em biết đâu mua cũng bao nhiêu nhỉ? Mua tận trong Nha Trang bây giờ giã thì ấy mà người ta đo không chuẩn đấy, may nó có chuẩn đâu. Cái đợt thì bé quá xong lại đổi lần nữa ấy, nhưng mà được khó lắm, nó không như người. Ừ. Nhưng nhiên cái đợt may bé quá xong phải đi đổi. Cái này là liền đúng không? Ừ, gửi đổi rồi. À. Xong là về thì lại dính to. À, đúng rồi. À, dài đi 50 đây. Ừ. Nào, ngồi đây. À, tên lớn đấy à? Đây, tên lớn đấy. Tên lớn đấy, cứ đo bình thường. Tên lớn đấy. Tên lớn đấy, tên lớn đấy không dám bỏ ra. Tên lớn đấy, đo dài dài cái này tí nhỉ. Bò, xuống đây. Đứng lên môn. Xuống, bò. Xuống đây, xuống đây. Này, xuống, bò. Cái bộ này là hơi... Bộ này là của con kia rồi. À, thế à. Thế xong là bây giờ thấy mặt tạm theo rộng hơn một tí nhỉ? Bởi vì cái này hơi bé. Đây có cơ vai. Cơ vai này do mình đấy. Số hộ à? Phần này là do tay này chị. Chị kéo dài nó ra. Ừ. Xuống đây. Đây. Bò. Bò. Xem người của nó thế nào. Người chiều người ấy gì. Nó cắn mẹ vút này. Bùm bò. Môn. Môn. Hay nhờ. Con này. Môn. Chị nó đứng để xem mông này. Mông con. 1, 2, 3, 4. Môn đứng lên mông. Là con đây thì làm sao mới được. Nào. 1, 2, 3, 4. Môn. Cái con này nó có được thải như con kia đâu. Thì nó cứ đẩy thải. Con nó có lông buồn. Đây xem là có cái nào cứng cứng. May cho nó cái bộ con kia một bộ. À cái này không có giãn à. Hả? Nó có khi nó có mấy loại em để xem may được cái nào may. Những cái nào có giãn thì mặc nó đẹp. Đấy, đây. Nó giãn nó của con mun à. Nè rồi, không có giãn. Đâu, con kia lại tấn công ấy. Nó tưởng làm gì đó. Ừ. Con, bò. Không chưa. Hừ này, được rồi. Bò. Mày cà vào mắt mắt rồi nhá. Tấm nọ. Dính không dính được em? Dính hơi đau, dính được mắt. Ngoằng.